đến buổi khai trương nước hoa của mình. Những hương thơm mới mẻ từ thiên nhiên. Ôi, đã quá. Mùi hương tinh tế. Và cũng không kém phần thanh lịch. Toát lên một sự xa hoa lộng lẫy. Hả? Đúng là có hương thơm rất dễ chịu. Đối với mọi loài vật ở đây, mình thắc mắc tại sao. Ôi thì mình nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ luôn là một sự bí ẩn. Cậu đã làm gì không? Mình xin lỗi cậu mà biết. Nhưng cậu đừng lo, tụi mình có thể làm lại. Ra đôi quốc luôn có. Đây những bông hoa đang tỏa hương thơm ngọt ngào tuyệt vời. Tụi mình sẽ tìm cho cậu một loại đúng thơm để làm nước hoa khác, chịu chưa? Giống như tụi mình sẽ trượt chân té đúng chỗ một bông hoa chưa từng bị ai phát hiện ra trước đây vậy. Hả? Lấp lánh của mình. Mình chưa bao giờ nhìn thấy mấy bông hoa này trước đây. Đẹp quá trời. Wow, mùi của sinh tố dị gận sống dầu tay. Và cả một triệu tiếng móng gõ nhẹ. Mình đang trở thành mấy đốm sáng kỳ lân lấp lánh. Khoan chờ chút, mấy bông hoa này có mùi giống như là cậu thích chứ. Easy, chuyện này thiệt hoàn hảo. Hãy lấy chúng về càng nhiều càng tốt. Chị đã biết, tụi mình cần phải trân trọng khu rừng này mới được. Tụi mình chỉ nên hái một nhánh thôi. Thôi, được rồi, nghe lời cậu vậy, chỉ một thôi. Mình xin giới thiệu nước hoa mới của mình với những mùi hương của bất kỳ loại nào các cậu thích nhất. Mùi hương của luật lệ và mệnh lệnh. Mùi hương thật tuyệt, giống như nước sừng móng vuốt tươi mát. Mình muốn mua nó. Em cũng muốn nó. Ôi không, sao lại mất hết rồi? Tại cậu không chịu hái nhiều mà chỉ hái có một bông. Nhưng mà mình có thể làm nhiều hơn. Các bông đi hãy chờ ở đây. Chờ, ở đây. Chỉ thêm có một bông thì có hư hao gì. Hoặc hai, ba bông cũng hỏng sao. Được rồi, chỉ một bông nữa thôi. Mình chắc chắn là có thể trồng lại được mà. Easy không bao giờ biết hết trơn. Bạn Hiền ơi, cùng nhau ra tưới nước cho khoảng rừng chỗ mấy bông hoa tuyệt vời mà chúng mình tìm được đi. Mà khoan, đợi mình một chút đã. Không thể là nó được. Không phải cái nơi khô quéo tàn héo này. Chỗ này không bao giờ có thể duy trì được sự sống. Chính là ở chỗ này á, tất cả là lỗi của mình á. Là mình đã hái sạch hết mấy bông hoa rồi. Vậy là hệ sinh thái mong manh của Radon Quốc đã bị mất cân bằng. Tụi mình cần phải trồng những bông hoa này vào đất lại mới được. Phải nhanh lên, bây giờ có quá nhiều hoa. Tụi mình cần một đội quân nhí để giúp một tay. Cần một đội quân nhí hả? Mình thật sự sắp ra ấn tượng phong phú khi cái chàng bé nhỏ này đến rồi sau đó đã lôi mình đi. Sunny, Hitch, tụi mình cần cậu sử dụng năng lực thổ mã của cậu ở đây. Làm ơn nhanh lên đi. Mình cũng sẽ chăm sóc và bảo vệ các cậu. Vậy thì cậu có là đã biết Berani. Đây là loại nước hoa hữu cơ mới tinh. Tất cả được làm hoàn toàn từ thiên nhiên của mình. Mình gọi là sự hòa hợp. Bởi vì mình muốn các sản phẩm của mình đều hòa hợp với thiên nhiên, không đi ngược với điều đó. Và mình cam kết sẽ trồng một cây cho mỗi chai được bán ra. Sự hòa hợp. Trồng một cây cho mỗi chai được bán ra hả? Cậu sẽ cần một đội quân nhí để giúp cậu làm mấy việc trồng trọt đó. Thật may là mình đã có thứ này nè.